Kính thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng kính chào quý vị và bây giờ chúng ta tới cái giờ riêng của chúng ta. Thưa quý vị, chắc là quý vị không cần phải giới thiệu gương mặt quen thuộc của chúng ta, cô Brenda Vi Huỳnh. Chào cháu. Con kính chào chú Nam và con xin kính chào quý bác à, đang xem chương trình của hai chú cháu con cũng như là đang lắng nghe à, chú cháu con trò chuyện rồi văn phòng có bận rộn không và hôm nay cái gì vui không dạ con cảm ơn chú à, thưa chú và thưa quý bác trong cái thời gian uh, vừa rồi đó thì bận rộn theo uh, cái uh, mùa ghi danh còn bây giờ thì lại bận rộn theo cái uh, không có ghi danh uh, không còn ghi danh nhiều nữa nhưng mà vẫn bận rộn uh, phục vụ cho quý bác uh, cũ uh, khách hiện tại và cũng như khách mới uh, nói chung thì cũng lu bu cả nhà vậy đó thôi chú chú cũng mừng cho con Chú nghe nói là con có rất là nhiều khách từ stocking lái xe xuống tìm vi huỳnh rồi từ fresno lái xe xuống tìm vi huỳnh rồi từ mimitas lái xe xuống tìm vi huỳnh thì bà con đang nương cậy trong cậy với cháu cái, cái điều đó chú rất là vui thì xin chúc mừng cháu Dạ con cảm ơn chú. Thì à, thật sự là quý bác à, nghe được cái à, YouTube của à, hai chú cháu mình thành ra là à, sẵn dịp đi xuống thăm bà con ở đây rồi ghé qua thăm con cũng có vài chuyện giống như đi một công hai ba chuyện chứ không phải đi xuống chỉ vì cũng chỉ là cái Medicare không thôi. Nhưng mà cũng may là giống như thăm bà con xong rồi ghé qua thăm con thì mới biết được là có nhiều cái vấn đề mà cần phải làm ngay làm liền nếu không là bị uh, trễ nải hay là uh, cần những cái mà mình cần giải quyết uh, trước khi mà với cái tuổi uh, 65 của mình. Nói đúng ra thì vừa đi vừa đi có thể đi công việc và cũng có thể đi vì tìm cháu. Nhưng mà mà mang theo một núi một một, một núi như câu hỏi để mà hỏi hỏi về vấn đề của các vị đó và tìm cách để giải quyết cái nhiều khúc mắc thì đó là cái niềm vui của quý vị quý chúng nam có trong cái tiến trình chung trong bức tranh chung như vậy thì nam rất là vui và vì nam đã nói rất là nhiều lần hồi nhỏ nam đi học băng c băng chương và triết thì nam biết sụt rát chúng ta mới học lớp 12 hai à. trên 50 năm rồi và năm mới nhớ như in một câu là cái cái đẹp của cuộc đời chúng ta vì chúng ta làm những chuyện có ích cuộc đời mà có ích cho, cho xã hội là cuộc đời đẹp trong lúc đó thì chúng tôi học được cái nàng Aphrodite thì nàng nữ thần sắc đẹp lắm thì cổ này có một cách tưởng thức cái đẹp của cổ khi mà cô ở trên đỉnh núi Olympia thì có ông thần sớt xin chúa các vị thần trao cho cô một, một trái táo, một trái táo có một dòng chữ dành cho người đẹp nhất. thì cái đó gọi là hoa hậu đầu tiên của thế giới. thì ngay lập tức có bị những người bạn thân của cô xung quanh cô lập và chửi bới ghen tị. thì nhưng mà cô ta có một thói quen là muốn ngắm cái cô không, bân cô không biết mình đẹp cỡ nào. thì cô ra, Brenda mới ra cái bờ bờ hồ đó thì cô nhìn và hồ nó nó lặng lẽ nó yên lặng đó thì nước rất là trong thì cô nhìn dưới bóng của mình dưới mặt nước đó. thì cô ngắm mía chân dung mình cái sự chiêm nghiệm cái đẹp của mình cũng là một cái, cái điều rất là thú vị do vậy thì cái đẹp là cái mà thế giới tôn thờ nhưng cả hai cái tôn thờ về thể xác thì như nàng công chúa nàng tiên nữ chúng ta vừa nói còn cái tôn thờ cái 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 một khuyên hướng khác là theo cái ông Socrates triết gia như khổng tử của, của, của Á Đông á, ông triết gia Socrates của châu Âu đó, thì ông cho là cái đẹp tại cái có ích mà chú nam này quen chú nam vì chú nam không có đẹp trai không có đẹp gái cho chú nam thích hơn cái câu là cái đẹp là cái có ích cho nên tờ báo cái điều đây luôn luôn định hướng là tờ báo có ích cho cộng đồng luôn luôn phải là tờ báo có ích cho cộng đồng cái gì mình làm được cho cộng đồng xuất phát ở đây cháu biết tình năm mùa đông đi rất là nhiều vô trại tù dành cho nữ giới trại phụ nữ bị bạo hành những chương trình rất là lớn trong suốt gần 20 năm như vậy xây mộ ông um, chiến sĩ từ Việt Nam Hòa tại Việt Nam rồi những chương trình từ thiện khắp thứ cùng làm những chương trình ở đây các em chú có một câu chuyện bữa qua chú 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 mùi ngồi nói chuyện chơi thì có hai cái vụ đáng nhớ công nó nhớ đến mức độ này khi một em ở đây vì nhà nghèo quá không, không có đồ ăn đi học về đói bụng thì mới buồn quá mới ra treo cổ tự tử chết Wow. thì khi, khi mà dân trong thành phố báo cho chú biết đó, thì chú và một số anh em qua làm phóng sự và bắt đầu kêu gọi tiền mà giúp để mà chôn các em đó con có thể tưởng tượng như thế nào khắp úc châu khắp châu âu khắp nước mỹ các đi bang gửi về tổng cộng gần 500.000 mỹ kim Dang. và chú không chú lúc đó để tránh trường hợp mà mình lợi dụng thì tôi tăng của chú như chú mùi không dính vô tiền bạc trong suốt tất cả mấy chục năm mình không dính vô tiền bạc nhưng mình sẽ có lập một cái nhóm các hội phụ nữ này nọ kia khác làm cùng họp lại với nhau tại tập ban tổ, tổ chức ban tài chánh và mời một luật sư cố vấn và giám sát việc quản trị tài tài chánh để không mang tiếng nhưng mà sau khi mà trang trải xong chi phí đông ma cất này nọ xong bỏ vô ngân bỏ vô xây cao cho bà cho gia đình còn cả mấy đứa nhỏ còn nhỏ nữa để nó lớn lên nó có tiền đi học biết không thì số còn lại chú chú theo cái cái địa chỉ trên check không để trả lại cho người để cho những lần tới rồi cho hàng lũ lụt ở đồng bằng sông cửu long bình nguyên trên 500 trăm đô la và cho hội đồng của mình hội linh mục hòa thượng thượng tọa các xuất sắc cao đài hòa hảo có trong ban tổ chức hậu quan đề đại dành nhưng mà cái đó là nó những cái việc làm như vậy không phải là mình giỏi mình tài mình tốt gì mà bởi vì quan điểm cái đẹp là cái có ích cái đẹp là cái có ích quý vì sau này đi ra làm việc có ích hỏi ai hỏi tại sao tôi, tôi nghe đông nam nói như vậy mà nếu tất cả chúng ta đều làm điều tốt cho cộng đồng đều làm những điều đẹp cho cộng đồng thì cộng đồng mình đẹp lắm cộng đồng mình đẹp lắm và chúng ta có thể có rất là nhiều người làm việc tốt người đẹp cho cộng đồng thì trong đó chúng tôi cảm thấy cháu Brenda V. một người trẻ mà tôi vừa quen trong khoảng mấy mấy tháng vừa qua. Nhưng mà tôi rất là tôn trọng cháu. Tôi quý cháu. Bởi vì thương mại, ai cũng làm ăn thương mại. Nhưng cái tâm của cháu rất là tốt. Chú ta muốn nói đùa hoài với bạn bè. Hôm nào không có tiền, uống cà phê đó. Thì lái xe qua giao vừa tới thăm văn phòng Brenda V. Để được uống đi cà phê miễn phí. <laughs> Cần cảm ơn chú Văn phòng lúc nào cũng có snack Cũng có bánh ngọt Có trà, cà phê Để mà chào đón tất cả Quý khách đi đến văn phòng của con <laughs> Dạ Rồi bây giờ chuyện Một chút mở đầu Cho chúng ta tỉnh ngủ Bây giờ tới vào nội dung chương trình chính Của ngày hôm nay của chúng ta Chú nghe bên cháu Hôm thứ sáu vừa rồi đi học một chương trình rất là hay Những chương trình phúc lợi Cho người trên 55 tuổi Dạ. cái chuyện này thì chú nghĩ rất là cần thiết để nói cho mọi người nghe. Đó là đề tài một trong mấy đề tài chính ngày hôm nay mời, mời cháu. Dạ con cảm ơn chú thưa chú và thưa quý bác. À, vừa rồi mình... vừa xong cái mùa AEP đó là con đi học thêm một cái lớp về bảo hiểm nữa thì đó là cho tất cả quý cô chú nào 55 tuổi trở lên mà có medical mà nếu mà mình có Medicare mà không có, có đầy đủ cả A và B, chỉ có B thôi, không có A. Mình, bởi vì mình không có đi làm 10 năm thì mình không có hội đủ điều kiện cái A. Thì uh, mình chỉ có B thôi và Medicare thì cũng hội đủ điều kiện để gia nhập cho cái chương trình này. Cho nên là uh, quý bác cứ liên lạc với con bởi vì cái chương trình này nó hay là như vậy Ví dụ như là mình... Uh, có cái không có cái nhu cầu lái xe đi bác sĩ hoặc là nhất là quý cô chú nào mà ở một mình á đơn chiếc á rồi không có phương tiện đi tới đi lui hay là mình bị nói chung là khó khăn để chăm sóc cho bản thân mình thì cái chương trình bảo hiểm này mình được gia nhập vô vào cái chương trình này và mình được đưa đón đi bác sĩ nè đi đến cái trung tâm sinh hoạt nè rồi được cho đi tập thể dục ở đây sẽ có tất cả những cái bác sĩ chăm sóc cho mình về sức khỏe cho mình hướng dẫn cho mình cái cách ăn uống tập thể dục chắc về giống như mắt hay là răng rồi mình ở mình chơi ở cái trung tâm này đến khi mình muốn đi về thì cũng có xe đưa đón cho mình đi về muốn uhm. đi tới thì cũng có xe đưa đón rước uh, mình và ở đó mình chơi với bạn bè. Um, thành ra là uh, con thấy đây là một cái chương trình nó cũng uh, cũng vui và cũng hữu ích cho những ai mà cần thiết thì cứ liên lạc với con um, thì con sẽ uh, hướng dẫn cho mình hoặc là uh, giúp cho mình gia nhập vô cái chương trình này. thì cái cái, um, cái process nó cũng không có khó gì nhưng mà cần có cái thời gian để uh, mà um, phỏng vấn và chấp nhận mình gia nhập vô cái chương trình này, thì quý cô chú à, hay là quý bác cứ đừng có ngần ngại gọi con. À, ở cái số phone là 408-310-0315. Dạ, 408-310-0315. Thì cái um, chương trình này, nó có ở quận hạt Santa Clara, một vài cái zip code ở Alameda County, ở Fresno, Uh, và ở quận hạt Orange County cũng thêm vài cái quận hạt khác nữa um, bởi vì cũng còn mới cho nên con chưa có thuộc hết bài nhưng mà con biết là uh, cái cách uh, process giấy tờ ra làm sao và cái chương trình uh, quý bác uh, quý cô chú hỏi đủ điều kiện như thế nào thì cứ liên lạc với con thì con sẽ uh, hỏi uh, mình, giống như là con hỏi rõ hơn thì cho mình có biết là có được qualify để gia nhập vô cái chương trình này hay không nhưng mà đại đại thể em cháu nói sơ sơ chút những điều kiện nó có khó không con? Dạ điều kiện không có khó đâu thưa chú. À, chẳng hạn như là bây giờ á, mình đi đứng khó khăn nè, à, mình không có lái xe được nè, mình không có à, à, nấu cơm được nè, có chỉ cần có một trong hai chỉ có cần hai cái activities hàng ngày mà mình không có tự làm được á thì mình hội đủ điều kiện rồi đó thưa chú. Yeah. như vậy thì nhiều người cũng dễ dễ qualify, yeah. dạ, chẳng đó hạn như là, già phone, dạ đúng rồi coi phone không được, cần giúp đỡ để nhìn phone để uh, uh, gọi phone này kia đồ cái đó là một trong những cái điều kiện mà mình cũng được qualify để gia nhập vô cái chương trình này đó thôi chứ, ừ, rất là thú vị, cái chuyện mà xe đưa rước càng tốt nữa, dạ, rất là chuyện tiện lợi vì tôi khi con cháu đi làm đâu ai đưa rước đâu thì có xe bà. đưa nước xe công cộng đưa rước là tốt quá. Dạ, yeah. mà tất cả những cái bác sĩ của um, chuyên khoa của mình đó, uh, mình cũng không cần phải thay đổi luôn, mình vẫn tiếp tục được đi gặp chuyên khoa của mình. Ừ. Dạ. Yeah. Như vậy thì nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm chương trình này thì quý vị có thể gọi cho cháu Brenda Vi Huyền uh, để biết thêm tin tức này. Dạ. Yeah. À, sẽ nộp đơn nhập cho cô chú bác. Yeah. Rồi chương trình mà 55 tuổi còn gì nữa không con? Đó là cái cái cái, cái plan mà cái bảo hiểm mà um, cho tất cả quý cô chú bác 55 tuổi trở lên là được qualify và ít um, có medical là ok rồi, không có cần phải có thu nhập cao. Cái chương trình này không phải là của um, chính phủ không phải là của quận hạt nhưng uh, cái plan này đó uh, vẫn phải được ở uh, chính phủ chấp thuận để mà mình mới gia nhập vô được cái chương trình này Chú thấy tầm năm à. tuổi cái trẻ, trẻ quá phải không bên Việt nam dạ, năm, đúng năm, rồi năm rồi tuổi thì dạ. dạ bên Mỹ năm năm tuổi mấy ông còn về về nam còn thấy bơi nhỏ nữa mà <laughs> trẻ quá nhưng mà dạ. cái nước mỹ nó ổn định những đứa tuổi vậy thì chúng ta mới hưởng đứa tuổi đó thôi rồi nói tới 55 tuổi bây giờ chúng ta sẽ sang sang đứa tuổi nữa là 65 tuổi thì chúng ta thấy 65 tuổi cũng nhiều thứ lắm mà 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 mời, 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 mời cháu cảm ơn chú à, thưa chú và thưa quý bác bây giờ đó mình qua cái thời gian cũ ghi danh rồi à, trong cái thời gian này từ 8 tây tháng 12 cho đến 31 tháng 12 nó gọi là lock in period nhưng mà Uh, quý cô chú nào uh, vừa rồi, chẳng hạn như là đi du lịch hay là một cái lý do nào đó bận rộn với gia đình, không có cái thời gian thay đổi cái bảo hiểm, uh, mà bây giờ mình lại muốn uh, thay đổi cho bắt đầu từ 1 tháng 1 thì um, uh, cứ liên lạc với con, con coi thử coi, coi mình có hội đủ điều kiện để thay đổi hay không, bởi vì mỗi người một cái trường hợp khác nhau, không có ai giống ai hết. Mặc dù là lock in period nhưng mà con vẫn biết được là Um, quý bác nào... Có được qualify... Để thay đổi... Nửa ừ. chừng... Trong cái lúc này hay không... thành ra là cứ... Đừng có ngần ngại... Liên lạc với con... Con có những cái chương trình... Mình có... Mình... Thật sự... Cái năm tới đây... Uh, rất là... Nhiều sự thay đổi... Mà thay đổi tốt... chẳng hạn như trước đây... Uh, quý bác... Có một... Chỉ một thẻ Medicare không thôi... Không có được cho cái tiền đi chợ... Nhưng mà con có những cái plan... Uh, năm 2024... Quý bác cũng có được cái tiền đi chợ um, Khi mà mình gia nhập vô Rồi cho mình đi làm răng Cho mình đi uh, uh, làm mắt kiến um, Đó là mấy cái phúc lợi mà Những cái chương trình uh, Bên Medicare Supplement không có cho Nhưng mà bên đây um, thì sẽ có được Những thêm cái phúc lợi đó ừ. Thì Như vậy để năm nó, nó tuổi cũng có, có những trường hợp Được giúp đỡ 55 tuổi cũng trường hợp được giúp đỡ Mùa wow, rất là nhiều chương trình Ghé qua Vy Huỳnh để hỏi thêm Dạ yeah. Vì... yeah, Xin gọi con ở số phone 408-310-0315 dạ, 408-310-0315 Quý bác cũng uh, có thể ghé qua văn phòng của con Ở 3005 Silver Creek Road, phòng 102 San Jose, California 95121 nhưng mà bây giờ còn vấn đề thứ ba nữa Dạ yeah. mà cháu muốn gửi đến quý vị trong chương trình hôm nay thì vấn đề đó là vấn đề gì cháu À, con cảm ơn chú, thưa chú và thưa quý bác à, Con muốn nhắc uh, quý cô chú nào Mà sinh năm 1959 Bắt đầu từ tháng 1, tháng 2, tháng 3 Là thời gian này là mình đã uh, Được ghi danh cho một cái chương trình bảo hiểm Bắt đầu cái tháng sinh nhật của mình rồi nhất là cái tháng 12 này nè, quý cô chú nào mà sinh năm uh, sinh tháng 1 á thì là hiện giờ là nếu mình chưa có apply cho Medicare là mình nên apply liền. Uh, mình có bảo hiểm ở trong chỗ làm thì mình không cần phải lo lắng nhiều, không cần phải apply ngay. Nhưng mà nếu mà chỉ có cái bảo hiểm uh, coverage California thôi á là Obamacare đó là mình nên uh, làm gấp trong thời gian này bởi vì uh, cái mẹ thẻ Medicare sẽ hết từ 4 Đến 6, đến 8 tuần để mà process. Thì trong cái thời gian này mình sẽ không có cái bảo hiểm. Mà nếu mình cần đến bảo hiểm. Mình đi thì mình phải trả tiền túi. Thì tháng 1 là mình cho tháng 12 ghi danh nè. Rồi mình cũng có thể. Um, quý bác nào sinh tháng 2 và tháng 3. Mình cũng có thể ghi danh được cho một cái chương trình bảo hiểm trong cái lúc này để bắt đầu cho cái tháng sinh nhật của mình luôn mình mà, mà và một lần nữa nếu chưa có apply cho Medicare thì mình nên làm ngay liên lạc ngay với con con có thể giúp cho quý cô chú um, apply trên online mà nếu không được á, thì con sẽ hướng dẫn như thế nào để mà mình uh, apply cho nó kịp thời đừng có bị trễ wow như vậy hôm nay chúng ta thấy có rất là nhiều chương trình cho quý vị tuổi nào cũng có chương trình, nữa. nhưng mà nếu cái điều quý vị lớn tuổi thì giống như người phương nam, có bị bệnh lúc nhớ lúc quên, vậy yeah. nếu bị quên không nhớ, không có gì lỗi không có gì mà mà tự trách mình, tôi vị cháu vi sẽ sẵn sàng giúp cho quý vị. Cứ nói, chú nghe nói như vậy bác nghe nói như vậy mà bác cứ nhớ không rõ, bây giờ bác qua con giúp được bác không? thì quý vị cứ nhờ người nhà lái xe chở quý vị tới hoặc là quý vị có thể đi xe bus tới hoặc là có thể quý vị tự đi xe tới đi hình sẽ mời đi cà phê miễn phí hoàn toàn yeah. quý vị trút cái bầu tâm sự quý vị ra thì quý vị nghe và sẽ giúp đỡ quý vị từ đó chúng ta thấy nói chuyện nó giống như đơn giản nhưng mà như thật mà như đơn giản về chuyện chuyện có thật tại là của chúng ta thì trước khi chia tay con gì muốn cưa chuyện quý vị nhắn nhủ gì quý vị trong chương trình ngày hôm nay đúng không con? Dạ có một cái mà con uh, muốn cân nhắc là khi mà uh, quý cô uh, chú nhận được cái thư mà nói là thời gian này phải renew Medicare thì mình nên uh, không có nên uh, giống như là nhìn theo cái 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 thư đó mà mình uh, mình lo sợ tại vì cái mùa ghi danh mặc dù đã qua rồi nhiều khi cái thư nó đến trễ Mà vừa rồi đó thì con có một vài bác cũng đi tới uh, mang đến những cái thư đó hỏi con là có nên renew Medicare không Dạ thưa không Medicare thì sẽ không bao giờ renew Nếu mà mình làm đủ 10 năm rồi thưa chú và thưa quý bác thì mình sẽ không cần phải renew Cái phần bi mình chỉ tiếp tục là đóng tiền hàng tháng mà thôi còn cái Medicare cho quý cô chú nào mà low income đó thì mỗi năm sẽ nhận được cái package ở social services gửi về cho mình để mình gia hạn lại cái Medicare mà thôi còn Medicare thì không có đó là cái cân nhắc của con và quý bác cũng đừng có lo sợ đừng có À, giống như là nhận được thư mà hoặc là hay là người ta gọi phone người ta nói là mình phải renew dạ thưa mình không cần thiết trong cái chương trình bảo hiểm nếu mà mình cảm thấy mình hài lòng rồi mình không muốn thay đổi gì hết thì mình cũng không cần phải làm lại giấy tờ hồ sơ đó là cái cân nhắc của con và quý vị cũng có thể tặng quà cho bạn bè mình những chương trình hay của cháu Vi Huỳnh đều có trên trang YouTube truyền hình Việt Nam 1 và báo Carillion.com thì quý vị có thể vào đó xem và có một nào hay forward cho bạn bè Và giới thiệu bạn bè vào đó Để đôi khi mình không cần cái đó Bạn bè nó cần sao Thì đó là cái chuyện Mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị Xin cảm ơn cháu Cho những thông tin rất là bổ ích trong ngày hôm nay Cảm ơn chú à, Xin quý bác Đừng có ngần ngại gọi con nha Số phone của con là 408-310-0315 Dạ 408 310 0315. Địa chỉ của con. Chú. Dạ, Cần... Đi chỉ của... như... Dạ, địa chỉ dì, dì, văn dì, phòng 3005. Dạ con đọc lại 3005. Silver Creek Grow phòng 102. San Jose, California 95121 nha. Dạ, dạ. cảm ơn con. Con cảm ơn chú rất là nhiều và con con chân thành cảm ơn chú giống như là cũng như là quý bác bỏ thời giờ quý báo ra xem chương trình và lắng nghe chương trình của hai chú cháu con